Chào các bạn, rất vui khi các bạn quay lại với kênh Long Việt. Với một tài khoản TikTok có được triệu view, đó là điều mong muốn với những bạn chơi TikTok. Thì để kênh TikTok của mình được triệu view, các bạn cần biết hai điều chính sau để kênh TikTok của mình có được triệu view. Thứ nhất, nội dung video hay và hấp dẫn, đó là điều chắc chắn nếu các bạn lập kênh TikTok. Thứ hai, tạo tài khoản TikTok chuẩn nhất, chính xác nhất. Nhưng có một số bạn tạo cho mình tài khoản rất là sơ sài, không đúng cách. Mặc dù các bạn đăng video lên vẫn được, nhưng không ai xem, mặc dù video của các bạn rất hay, rất hấp dẫn. Cho nên trong video hôm nay, mình chia sẻ các bạn từng bước tạo tài khoản TikTok chuẩn nhất, chính xác nhất và thời điểm tốt nhất để các bạn đăng video lên sau khi tạo xong tài khoản TikTok. Và sau khi các bạn có tài khoản TikTok chuẩn rồi, các bạn đăng video lên thì chắc chắn sẽ được triệu view. Ok, các bạn cầm điện thoại lên và làm theo mình. Đầu tiên trên điện thoại của mình, các bạn mở ứng dụng TikTok lên. Rồi để tạo tài khoản TikTok, các bạn chọn vào tôi. Rồi các bạn chọn vào đăng ký. Thì đây là cái cách đăng ký với những bạn chưa có tài khoản trên TikTok. Còn nếu như các bạn đã có tài khoản đăng nhập trong TikTok thì các bạn chọn vào ba chấm phía trên. Rồi các bạn kéo xuống dưới, các bạn chọn vào chuyển đổi tài khoản. Rồi các bạn chọn vào thêm tài khoản. Rồi lúc này nó sẽ xuất hiện cái giao diện để chúng ta đăng ký cái tài khoản TikTok của mình. Rồi tại đây nó sẽ xuất hiện những cái mục để chúng ta lựa chọn đăng ký cái tài khoản TikTok của mình. Thứ nhất là sử dụng số điện thoại hoặc là email. Thứ hai là với tài khoản Facebook. Thứ ba là với Google. Thứ tư là Twitter. Thứ năm là Line. Thứ sáu là KakaoTalk. Nếu như tài khoản Facebook của các bạn chưa đăng ký tài khoản TikTok bao giờ thì các bạn nên chọn vào đăng ký bằng Facebook. Tại vì khi đăng ký bằng Facebook, với một cái Facebook các bạn đã sử dụng lâu thì dễ tạo tương tác và tạo đề xuất hơn cho cái kênh TikTok của mình. Còn nếu như Facebook của các bạn đã tạo một kênh TikTok rồi thì các bạn nên chọn vào tiếp tục với Google. Thì Google là cái Gmail của các bạn. Và một điều lưu ý, nếu các bạn sử dụng Gmail để đăng ký tài khoản TikTok thì các bạn nên chọn cái Gmail các bạn đã sử dụng lâu. Các bạn không nên sử dụng cái Gmail các bạn vừa mới tạo xong để tạo kênh TikTok cho mình. Rồi ví dụ như ở đây mình chọn vào tiếp tục với Google. Rồi các bạn chọn một cái tài khoản Gmail của mình để đăng ký tài khoản TikTok. Rồi sau khi chọn tài khoản Gmail xong, nó sẽ ra một cái giao diện, nó yêu cầu mình nhập ngày tháng năm sinh vào. Các bạn lưu ý, nếu như các bạn chưa đủ 18 tuổi thì các bạn nên khai từ 18 tuổi trở lên, không ảnh hưởng gì đâu các bạn. Vì nếu các bạn khai dưới 18 tuổi thì khi các bạn phát like sẽ không đủ điều kiện để phát, và cái video trong TikTok của các bạn sẽ bị hạn chế bình luận và ít được đề xuất. Rồi sau khi chọn ngày tháng năm sinh xong, các bạn chọn vào tiếp. Rồi tại đây là tạo cái TikTok ID cho mình. Các bạn xóa đi, các bạn tạo một cái ID cho mình. Cái ID là cái tên viết liền nhau, không có dấu nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đánh ID xong, nó hiện lên cái list màu xanh như thế này là đã ok. Còn nếu như nó không hiện lên cái list màu xanh thì các bạn đổi cái tên ID của mình. Rồi ví dụ như mình để Long Việt thì nó sẽ bị trùng, cái ID này nó không chấp nhận. Thì lúc này các bạn thêm một cái tên gì đó để nó không trùng cái ID của người khác. Rồi sau khi xong, các bạn chọn vào đăng ký. Rồi sau khi tạo xong, các bạn chọn vào tôi. Rồi tại đây các bạn chọn vào sửa hồ sơ. Rồi thứ nhất, các bạn thêm cái ảnh đại diện cho kênh TikTok của mình. Các bạn chọn vào. Các bạn có thể chụp ảnh hoặc là chọn ảnh từ thư viện. Rồi sau khi chọn ảnh xong, các bạn chọn vào. Rồi xác nhận. Rồi các bạn chọn vào lưu. Rồi tiếp tục là tên, các bạn chọn vào. Các bạn thay đổi cái tên của mình. Thì với cái tên, các bạn có thể viết có dấu.
Rồi sau khi đặt tên xong, các bạn chọn vào lưu. Rồi tiếp tục TikTok ID thì lúc nãy mình đã sửa rồi. Thì với cái TikTok ID này, các bạn nên sửa một lần thôi. Rồi tiếp tục là Instagram, YouTube, Twitter. Nếu các bạn có những cái tài khoản này thì các bạn chọn vào để thêm cái tài khoản Twitter hoặc là YouTube của mình vào cái kênh TikTok này. Rồi tiếp tục các bạn chọn vào tiểu sử. Thì ở đây mình đánh cái tiểu sử của mình. Ví dụ như các bạn làm về buôn bán thì các bạn đánh vào trang buôn bán, hoặc là các bạn điền số điện thoại của mình vào, hoặc là các bạn điền lời kêu gọi như là follow cho nhau. Rồi ví dụ như trang của mình làm về buôn bán. Rồi sau khi đánh tiểu sử xong, các bạn chọn vào lưu. Rồi sau khi mình đã điền đầy đủ thông tin vào, các bạn chọn vào quay lại. Rồi tiếp tục các bạn chọn vào ba chấm phía trên. Rồi các bạn chọn vào quản lý tài khoản. Rồi tại đây các bạn nên xác minh cái tài khoản của mình. Thứ nhất là xác minh bằng số điện thoại hoặc là tài khoản email. Thì các bạn nên xác minh cái tài khoản của mình để cho cái tài khoản của mình nó hợp lệ. Và sau này tài khoản của các bạn có trục trặc gì thì các bạn có thể lấy lại được. Nếu như các bạn xác minh bằng số điện thoại thì các bạn chọn vào số điện thoại. Ví dụ như ở đây mình xác minh bằng địa chỉ email, các bạn chọn vào. Rồi các bạn đánh cái email mà mình muốn xác minh vào. Rồi các bạn chọn vào gửi mã. Rồi lúc này nó sẽ gửi một cái mã về cái địa chỉ email của mình. Thì cái mã này gồm 6 số. Các bạn vào email của mình, nhập cái mã này vào. Rồi email đã được thêm. Rồi tiếp tục là chuyển sang tài khoản doanh nghiệp. Thì với những cái phiên bản TikTok cũ thì nó sẽ cho chúng ta chọn cái tài khoản tác giả và cái tài khoản doanh nghiệp. Nhưng với phiên bản TikTok này, sau khi mình tạo tài khoản xong thì cái tài khoản của mình sẽ là cái tài khoản tác giả. Nếu như các bạn muốn chuyển sang cái tài khoản doanh nghiệp thì các bạn chọn vào chuyển sang tài khoản doanh nghiệp. Thì đối với cái tài khoản doanh nghiệp, sau khi các bạn tạo xong, các bạn có thể chèn ngay được link fanpage, trang web bán hàng hoặc là link Facebook vào cái tài khoản của mình. Còn đối với cái tài khoản tác giả thì sau khi tạo xong, nếu muốn chèn được những cái link trên vào thì các bạn phải có được 1.000 follow. Thì đó là sự khác nhau của hai tài khoản. Và hầu hết mình tạo tài khoản là cá nhân tạo ra, cho nên các bạn giữ nguyên cái tài khoản tác giả. Còn nếu các bạn tạo cái tài khoản cho doanh nghiệp thì các bạn chọn vào chuyển qua cái tài khoản doanh nghiệp. Rồi các bạn thoát ra. Rồi các bạn chọn vào công cụ cho tác giả. Rồi thứ nhất là phân tích. Thì mình chưa có video nào cho nên nó chưa có phân tích. Thứ hai là hỏi đáp. Nếu sau khi các bạn tạo xong tài khoản mà các bạn không có cái phần hỏi đáp này thì các bạn thoát ra xem cái ứng dụng của mình nó đã được cập nhật mới chưa. Rồi các bạn chọn vào hỏi đáp. Rồi các bạn chọn vào mặt hỏi và đáp. Rồi ok, vậy là mình đã tạo xong cái tài khoản TikTok. Sau khi tạo xong cái tài khoản TikTok, các bạn vào trang chủ. Hello mọi người. Các bạn đi xem video của người khác tầm 2 đến 3 ngày, các bạn mới đăng cái video của mình. Các bạn lưu ý là sau khi tạo xong cái tài khoản TikTok, các bạn không nên đăng cái video liền, mà các bạn phải đi tương tác những cái video khác, những cái kênh TikTok khác mà nó gần với cái chủ đề mà các bạn muốn làm. Ví dụ như các bạn làm về giải trí thì các bạn xem cái video nào nó hay thì các bạn thả tim, hoặc là các bạn follow cho người khác. Còn với cái video nào các bạn thấy hay thì các bạn có thể vào bình luận. Các bạn nên nhớ là các bạn thả tim và bình luận với những cái video nó gần giống với cái chủ đề kênh của mình. Ví dụ như chủ đề kênh của bạn thường là các bạn làm về giải trí, và các bạn vào những cái video, những cái kênh làm về giải trí, các bạn thả tim và các bạn bình luận. Nếu như cái bình luận của bạn được lên top thì khả năng cái kênh của bạn nó được đề xuất rất là cao. Khi các bạn đăng video lên, nó sẽ được đề xuất rất là cao, trùng với những cái chủ đề mà các bạn đi tương tác, các bạn bình luận, các bạn thả tim. Rồi sau khi đi tương tác 2 đến 3 ngày, các bạn đăng cái video của mình lên. Các bạn chọn vào dấu cộng. Rồi các bạn chọn vào tải lên.
Rồi các bạn chọn một cái video mà các bạn muốn tải lên. Rồi các bạn chọn tiếp. Rồi sau khi chọn video xong, các bạn chọn vào tiếp. Rồi nếu như các bạn giữ nguyên cái âm thanh của video của mình, các bạn chọn vào tiếp. Rồi tại đây các bạn bật hết lên. Thứ nhất là ai có thể xem video, các bạn chọn mọi người. Thứ hai cho phép bình luận. Thứ ba là cho phép duet, các bạn bật lên. Rồi lưu vào thiết bị. Các bạn muốn video này sau khi đăng nó lưu vào thiết bị của mình thì các bạn bật lên. Còn nếu không, các bạn giữ nguyên. Rồi tiếp tục, các bạn chọn ảnh bìa, các bạn chọn vào để thay cái ảnh bìa khác cho nó đặc sắc và hấp dẫn hơn. Rồi các bạn chọn vào lưu. Rồi tiếp tục, các bạn đánh mô tả cái video của mình. Thì cái video của các bạn là về chủ đề gì thì các bạn đánh mô tả cái video của mình. Rồi sau khi các bạn đánh mô tả xong, các bạn đánh thêm cái hashtag vào. Thì cái hashtag này nó phải trùng với nội dung video của các bạn. Các bạn không nên đánh những cái hashtag hoặc là cái nội dung mô tả nó khác với nội dung video của mình. Rồi sau khi đã chọn xong, các bạn chọn vào đăng. Rồi cái lúc này video của mình nó đang đăng lên. Rồi vậy là cái video của mình nó đã được đăng lên kênh. Ok, vậy là mình vừa chia sẻ xong cho các bạn cách chúng ta tạo một cái tài khoản chuẩn nhất và chính xác nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn nhanh chóng trở thành TikToker triệu view. Các bạn nhớ like, subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Long Việt.